Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe tùy bút Ăn cơm một mình, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, bạn bỗng hay mơ ước mình có cỗ máy thời gian trong một bộ phim hoạt hình trẻ nít để quay lại ăn cơm với ông. Trong cái quá khứ có nhiều thứ đáng phải chỉnh sửa, bạn muốn làm chuyện đó trước tiên với những bữa cơm mà ông ngoại bạn phải lủi thủi ăn một mình. Thức ăn thì nguội lạnh vì bạn dọn sẵn từ sớm để ra giường cho khỏi dướng, một kiểu ngược đãi hồn nhiên. Năm đó bạn 16, hoặc là nhỏ hơn như bạn vẫn thường ao ước. Để chống chế, ừ thì lúc đó mình còn non dại. Chắc bạn cũng bực mình bực mẩy khi bỏ học về nhà hủ hỉ với ông già. Chắc bạn cũng mặt mũi chù ụ khi lo cơm nước giặt giũ, và khi nghe tiếng đũa khua bời rời sau vách. Bạn 16 tuổi đã không mảy may chạnh lòng, chỉ nghĩ trời đất ơi, mình lu bu công chuyện quá, làm cho xong cái đã. Lúc đó bạn vẫn ở quanh nhà, bên hè hay sau sàn nước, nghe tiếng đũa chạm rời rã trên miệng chén, biết đã già buổi sáng rồi. Lúc đó bạn không biết mình vừa nghe được âm thanh được xếp vào những âm thanh buồn nhất cuộc đời. Cái chỗ khuyết bên vách nồi cơm sau bữa ăn của ông ngoại cũng vì vắng mà cạn hều. Khi ông qua đời, bạn có đôi khi nghĩ rằng bạn đã để mất ông ngay từ những bữa cơm ông phải trợn trảo nhai trong hiu quạnh. Ăn cơm một mình không phải là dễ chịu lắm. Bạn chỉ thấy rõ ràng điều đó khi dì Chính bán bánh bò lấy chồng ở tuổi 40. Ở cái tuổi gặp một ông coi bộ tử tế là lấy ngay để kẻo không kịp. Chính nói để khỏi ăn cơm một mình, hẳn phải có những lý do ấy ấy khác cho việc lấy chồng. Nhưng cái cớ Chính đưa ra không cãi được. Chính chấp nhận trả giá cho việc đó bằng cách phải tần tảo gấp đôi để mua rượu cho ông chồng mới. Một bữa đi chợ, bạn hỏi Chính có đáng không? Bà chỉ cười ngời ngợi, trả lời trước quớt. Ổng rượu ghiền, nhưng nhậu ở nhà không hà, cũng đỡ. Mỗi lần mà sắp đi xa ấy nấy cái cảnh nhà, bạn bèn lọ mọ nấu nồi khổ qua dồn thịt, cá đối kho mía, để sẵn trong tủ lạnh. Người ta chỉ cần hâm lại tí là có cơm để ăn. Cái lúc về thấy mọi thứ còn nguyên, người ta nói ra tiệm ăn vui hơn. Bạn nhớ tới ông ngoại mà ứa nước mắt muộn màng. Cuối mùa xuân bạn đi Đông Bắc Việt một mình, kiểu như trải nghiệm quái đản mà bạn từng ao ước. Thì đây, một mình, hưởng thụ đi, bày đàn miết rồi. Bạn tha hồ nói chuyện với đá, âu yếm với đàn bò, và thả rong suy nghĩ trong những đám sương dày. Nói chung là sướng. Chỉ mỗi một lần sập tối, quán ăn phố núi ngủ sớm, năn nỉ ỉ ôi mới mua được một chút cơm cháy đáy nồi với trứng, rồi tự chiên. Chủ quán lầm lì bỏ đi rửa chén, ngồi mình với chõng chơ bàn ghế, muỗng xước vào đáy đĩa, mà nghe như xước trong lòng những âm thanh trởn óc. Nhớ ngay lập như ớt xác lên mấy vết đó. Giờ này mấy đứa nhỏ với người ta không biết đã ăn xong chưa. Trời ơi, nhớ cái mâm cơm nhà mình lộn xộn ngổn ngang, khi thì nước đổ, khi thì canh rơi sớt, trẻ con nhốn nháo, đứa đòi món này, đứa réo món kia, gói trong chữ ấm mà vẫn thấy thò bồi hồi ra một khúc. Chủ quán ngó nửa dĩa cơm bỏ lại, hỏi sao Bảo thích ăn cơm cháy lắm mà. Bạn thưa, dạ, thích lắm. Hồi nhỏ lên mâm là đào lấy cơm cháy,
cái lúc mà hãy còn nóng giòn, má sẽ rưới lên chén cơm ít nước cá kho chứ dài cái tốp mỡ còng queo queo béo. Má không bao giờ để bạn vừa ăn vừa hát, hoặc là chỏi tay lên cầm, hoặc là còng lưng xuống, hoặc là làm rơi rớt mấy hộp cơm. Nhưng đó là những bữa cơm cháy cả nhà quây quần sau một ngày làm lụng tan tác, không phải một mình trên đất lạ, và bạn một mình méo máu nhai như trong miệng có nấm dăm vào. Bạn từng thấy có nhà tới bữa cơm phải chờ nhau đông đủ, cũng có nhà ai đói nấy ăn cho tùy nghi, cho người đi về muộn khỏi mang cảm giác nặng nề. Nhưng mỗi lần ông ngoại từ ký ức chống gậy về, và bữa cơm trên cao nguyên đá, và người đàn bà bưng bánh tiêu bánh bò qua nhà hớn hở cầm trên tay chai rượu, và tuổi tác chất chồng, và đôi lúc thấy mình dường như đi lạc trên đời, đã làm bạn nghiêng về phía mâm cơm náo động, để trồng trành cho lắm, cũng muốn níu lấy mà về cho kịp hẹn. Ăn cơm một mình, nghi dặn lại tiếng mình, thấy chỉ bóng mình, cũng không phải dễ chịu lắm, phải không?